Nguyễn Nguyễn, hôm nay là ngày anh nở mày nở mặt nhất, cũng là lần mặt mày anh vô sỉ nhất, và là lần buông thả nhất. Nguyễn Nguyễn, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em tròn 10 năm. Có quá nhiều chuyện vẫn chưa kịp làm. Có quá nhiều điều ấp ủ trong lòng mà vẫn chưa kịp nói. Nhưng em thì sao? Em chẳng buồn tạm biệt anh một lần cuối. Anh thật sự rất hối hận. Hối hận vì đêm đó trên sân thượng đã không nói thêm đôi câu với em. Thực ra hôm nay anh rất vui, vì từ nay trở đi, ngày nào anh cũng có thể tới thăm em, ngày nào cũng có thể nói ra lời trong lòng của mình với em. Nguyễn Nguyễn, không ngờ anh còn đến sớm hơn cả em. Nguyễn Nguyễn, lão Trương đã nói gì với cậu vậy? Lại nói xấu mình đúng không? Anh còn sợ em nói xấu anh với cô ấy đấy. Hôm nay em tới để nói với Nguyễn Nguyễn em sắp kết hôn rồi. Cô ấy sẽ mừng cho em. Anh thì sao? Định cứ cô đơn như vậy mãi một mình thôi sao? Ai thèm thích anh đâu. Lão Trương, chắc chắn anh sẽ gặp được người anh yêu. Không đâu, vì xác suất một người mặt dày mày dạn không biết xấu hổ đi yêu một người khác, cả đời chỉ có một lần thôi. Vivi, em ở lại nói chuyện với Nguyễn Nguyễn. Anh không làm phiền hai người nữa.
Nửa năm sau, sao thế? Căng thẳng hả? Ít nhiều cũng có một chút. Tổng giám đốc Lâm của chúng ta có tình huống nào chưa gặp phải, thế mà cậu còn sợ chuyện này sao? Tôi cảm giác sau khi trải qua buổi lễ này, cô gái nói muốn lấy tôi 23 năm trước thật sự đã trở thành một nửa của cuộc đời tôi. Cuộc đời để dành chờ người xứng đáng của tôi cũng coi như là viên mãn. Thôi đi, cậu chỉ mới 2 ngày không gặp Tiểu Phi Long, nhớ đến thế rồi cơ à? Cậu cũng sẽ có ngày đó thôi, còn nói tôi. Đang làm gì thế? Nào, quay một đoạn thoại. Sến ơi là sến nào, nói với ông Kính đi, thật tâm một chút. Thật lòng đấy. Sáng tạo một chút nhé. Sáng tạo được, phải có sáng tạo. Đại vương, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Dẫn tôi đi tuần núi nào. Đây là cái gì thế? Cậu phải có tâm một chút. Cái này có sáng tạo đâu chứ. Phải sáng tạo một chút nữa, nhất định phải như thế. Lại đi nào, nói thâm tí vào. Bà xã, anh yêu em. Chúng ta chụp một tấm ảnh nha. Trắc Mỹ, sếp Vi, anh nói với các em một bí mật. Chu Đại Long tẩm ngầm cưa được Trắc Mỹ rồi. Cái gì vậy chứ, thật không? Cậu kết hôn rồi đấy. Suốt đời này mình không đuổi kịp cậu đâu. Mình với cô ấy gắn gượng cho tốt thôi. Gắn gượng hả? Đừng, tôi nhớ ra rồi. Hồi đại học, Đại Long từng mua kem cho Trắc Mỹ. Trắc Mỹ, không phải chứ, mấy que kem đã mua chuộc cậu sao? Anh ấy ngoài ăn ra chả biết cái gì nữa cả. Biết thế anh đã tặng em kem rồi. Chỗ nào cũng có anh cả. Thành công. Vợ anh đâu? Vợ anh ở nhà trông con. Anh nói em nghe, 3 tuổi rồi đấy, chính là lúc nghịch ngợm nhất. Thì ở đây chắc chắn là náo loạn đấy. Chẳng trách anh già đi rồi, do anh nhớ bọn em mà. Mọi người nhìn xem, hôm nay Vivi của chúng ta có đẹp không? Đẹp. Lão Vu, em hối hận rồi.
Em muốn bù đám cưới, không phải em cần tiết kiệm mua nhà sao? Mau lên, đừng có tán gẫu nữa. Cô dâu thay đồ xong chưa hả? Khách khứa đang lục đục tới rồi, mà chỗ tiếp khách chẳng thấy bóng dáng ai cả. Các cậu mau đi tiếp khách đi nào. Đi thôi nào, đi thôi, đi tiếp khách, Bibi. Đi thôi nhé. Đừng có chụp nữa, mau đi theo cô dâu đi. Được rồi, chốc nữa mấy đứa tha hồ mà chụp. Nào, cô dâu xuất hiện rồi. Đúng là tiên nữ giáng trần. Đúng vậy. Ôi xinh quá. Tốt quá. Nào, chụp ảnh đi. Lại đây chụp ảnh nào, chụp ảnh đi. Đưa bao đỏ xong chưa hả? Ký tên đi nào. Cảm ơn. Bên này, qua bên này đi. Cảm ơn. Cậu có biết sự khác biệt của yêu và không cam tâm không? Là gì? Yêu chính là nếu em bình yên, đó là ngày nắng. Không cam tâm chính là nếu em bình yên, đó là sấm sét ngày nắng. Người bị sét đánh đến rồi. Sao thế? Trách em không mời mà đến sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tất cả mọi người, chúng tôi đều sẽ chào đón cả. Mời vào trong. Cô ấy chào đón em. Vậy còn anh? Cô ấy vui là tôi vui rồi. Điều cô ấy đồng ý, trước nay tôi đều đồng ý cả. Xin mời. Đúng là ông chồng tốt của Trung Quốc. Anh sẽ không cho rằng kết hôn chính là kết thúc chứ? Có phải hơi đơn giản quá không? Ngay từ đầu anh đã sai rồi. Nếu anh muốn thoát khỏi em, thì ban đầu anh nên ném em xuống ở dưới sân thượng ấy. Cô đã từng thấy vẻ sợ hãi của anh ấy chưa? Chị Thi, anh thật sự sợ em phá hôn lễ của anh sao? Chị Thi, hay là vào trong ngồi một lát đi nhé. Bên ngoài rất lạnh đấy. Đùa thôi. Chúc mừng anh đạt được ý nguyện. Chúc hai người hạnh phúc.
Đến giờ rồi, mọi người vào hội trường đi nào. Vào hội trường thôi, đi nào, đi nào. Nào, đi thôi. Bên này, bên này. Về em tính sổ với anh sau. Giám đốc Trần, cảm ơn. Phiền cô đưa giúp cho cô dâu. Anh đến để đưa em đi. Anh đếm đến 10. Nếu em không nói gì thì anh coi như em đồng ý. Em đếm từ 1 đến 10. Nếu anh không nói, em coi như anh đồng ý. 1. Hai. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hoan nghênh. Chúc mừng. Lâm Tịnh, chúc hai người bên nhau đến đầu bạc răng long. Cảm ơn anh. Huấn lễ sắp bắt đầu rồi. Chúng ta vào trong đi nào. Đúng rồi, nhanh lên, vào trong đi. Đi nào, đi nào. Mau vào trong đi. Đi nào. Mời cô dâu chú rể vào trong lễ đường. Chú rể, cho dù giàu hay nghèo, cho dù thuận lợi hay khó khăn, cho dù nhan sắc cô ấy có xinh đẹp hay già đi, cậu vẫn mãi mãi yêu cô ấy chứ. Cậu có đồng ý không? Tôi đồng ý. Cô dâu, cho dù thuận lợi hay khó khăn, cho dù nhan sắc anh ấy có đẹp trai hay già đi, cô vẫn mãi yêu anh ấy chứ. Cô có đồng ý không? Tôi đồng ý. Mời phù dâu phù rể đưa tín vật tình yêu. Xin mời. Mời cô dâu chú rể lấy tín vật tình yêu của hai người đeo lên tay cho người kia. Khi hai người đeo tín vật tình yêu lên tay cho người kia,
Mọi người hãy vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Hôn đi nào, hôn đi, hôn đi. Đẹp lắm. Vivi, năm 6 tuổi anh quen em, 23 tuổi anh yêu em, 30 tuổi anh theo đuổi em. Năm nay anh 33 tuổi, cuối cùng có thể lấy em làm cô dâu của anh rồi. Anh hy vọng trước khi anh 35 tuổi, chúng ta sẽ có con. Đến khi 40 tuổi, tình cảm mãnh liệt qua đi, chúng ta vẫn yêu nhau như thế. 55 tuổi, các con sẽ có tình yêu riêng của chúng. 60 tuổi, chúng ta sẽ cùng đi du lịch. 70 tuổi, có cháu để mà ôm. 83 tuổi, làm đám cưới vàng của chúng ta. Không sợ cái chết nữa, vì có em ở bên cạnh. Ngày cuối cùng của cuộc đời, anh hy vọng anh sẽ đi trước, hoặc là chúng ta cùng rời đi. Các bạn thân mến, trong lễ đường hạnh phúc ngày nay, chúng ta hiểu được thế nào là hạnh phúc. Hôm nay có rất nhiều bạn vẫn chưa đến lễ đường. Tiếp theo chúng ta hãy thông qua màn hình lớn nhận những lời chúc phúc của những người bạn xa. Mời mọi người nhìn lên màn hình. Vivi, mình và Khai Dương chúc cầu tân hôn vui vẻ. Vivi, anh và người anh em tốt. Chúc hai bạn vĩnh kết đồng tâm đến đầu bạc răng long. 3 năm sinh 2 đứa, 5 năm sinh 3 đứa, 6 năm sinh 8, thế không bình thường rồi. Nhớ đâu người ta sinh đôi thì sao? 3 sinh 4, sinh hết cỡ. Tóm lại, hai người phải vui vẻ, sống một cuộc đời hạnh phúc. Tóm lại, chúc hai người đầu bạc răng long, tân hôn vui vẻ. Tôi là bạn đại học của cô dâu. Hôm nay là năm thứ 10 chúng tôi quen biết nhau. Thần tượng chúng tôi yêu thích kết hôn rồi, làm cha rồi. Tiết mục văn nghệ chúng tôi đã từng dựng. Cô sao bóng rổ chúng tôi yêu thích cũng giải nghệ. Người chúng ta yêu cũng chẳng biết đi đâu mất rồi, nhưng mà chúng ta vẫn ở bên nhau. Hôm nay là hôn lễ của Vivi và Lâm Tĩnh. Chúng tôi đều rất vui mừng. Còn nữa, bạn thân của Vivi, Nguyễn Quảng lại không thể đến. Chúng ta cùng chụp một bức ảnh nào. Hãy đem niềm vui hôm nay đến cho cô ấy. Lại đây nào. Nào mọi người, nào. Vậy nhờ thợ chụp ảnh nhé. Hãy lưu lại khoảnh khắc đẹp này cho những con người hạnh phúc của chúng ta. 1, 2, 3. Vivi, lát nữa đi mời rượu phải cẩn thận đó. Cái váy này hơi to. Được rồi.
Vivi, chị xinh lắm. Vẻ đẹp của chị làm em ngất ngây đó. Vivi, có điện thoại nè. Hay là chúng ta ra ngoài trước đi nào. Bọn mình đợi cậu bên ngoài nhé. Vậy chúng ta đi thôi. Vivi à, hôm nay phải mời rượu nhiều người, đừng để Lâm Tĩnh uống say đấy. Con cũng thế, hồi bé vụng về, nhưng giờ đã là vợ người ta rồi, phải thật ra dáng đấy. Đã nghe thấy chưa nào? Con biết rồi. Mẹ, được rồi, đừng có uống nữa. Lão Vu, chúng ta uống một ly nào. Chuyện quá khứ cứ để cho nó trôi đi. Nào, một ly nào. Thanh xuân không có gì hối tiếc cả. Uống đi nào, đứng lên nào. Chú rể, uống rượu cho bôi nào. Uống hơi nhiều rồi đấy. Cậu không biết đấy, lần đầu tiên gặp chú rể tôi đã như quen biết từ lâu, không giống cái tên họ Trần kia. Uống đi. Tôi uống vẫn chưa đủ mà. Lão Trương, đừng có làm phiền người ta động phòng nữa. Đi thôi nào, đi. Tân hôn vui vẻ. Chúc mừng. Đi từ từ đấy. Cảm ơn cậu nhé. Đi từ từ thôi. Vivi, cái này là người đó bảo mình đưa cho cậu. Lúc chưa bắt đầu tiệc mừng, anh ấy đã đi rồi. Tân hôn vui vẻ. I'm
Trần Hiếu Chính. Thứ mày ước mong bấy lâu, tất cả đang ở trong tay của mày. Đó thực sự là thứ mày muốn sao? Em có muốn ở một mình một lát không? Không cần đâu. Vì có anh, mọi thứ đều là tốt nhất. Đúng rồi, anh có món quà muốn tặng em. Có phải cuốn sách anh để trong ngăn thứ hai từ dưới lên của tủ tivi không? Định trả cho em chứ gì? Ở nơi sâu nhất, nơi biển khơi, nước xanh đến thế, như nụ hoa sa cúc đẹp nhất, lại trong đến vậy, từ lớp kính sáng nhất. Hơn nữa, nó lại sâu đến thế. Trên đời này, không có một mỏ neo nào có thể chạm tới. Cần rất nhiều dây mỏ neo để nối với nhau, chồng chất lên nhau mới được. Ba năm sau, mẹ ơi, cái heo trắng nhỏ kìa. Dư Ninh, cái heo trắng rất đáng yêu. Trước kia mẹ còn hôn nó đấy. Con muốn hôn không? Nào, thơm mẹ đi. Nào, mẹ đưa con đi. À Chính, anh biết không, có một chú cá heo có sóng âm 52 hệt, tên là Alice. Bài ca nó hát suốt đời, mãi mãi cũng không được những đồng loại khác nghe thấy. Đây là chú cá voi cô đơn nhất trên đời này. Cô độc ở Thái Bình Dương, cứ quanh quẩn mãi suốt hơn 20 mùa mưa nắng, nhưng không đợi được một tiếng đáp lời. Mỗi chúng ta đều là Alice. Mẹ ơi, dùng cả một đời này, chẳng qua là chỉ muốn tìm một người hiểu mình. Dự Ninh, con thích cá heo trắng không? Vậy sau này mẹ thường xuyên đưa con đến đây xem nhé. Con còn nhớ nhiều lúc mẹ đã nói với con cái gì không? Trước kia mẹ từng hôn cá heo trắng đấy. Vẫy tay nào.
Buổi biểu diễn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã ghé chơi. Xin mọi người hãy rời đi trật tự. Vui không hả? Chúng ta đi nào. Anh nói cái gì? À, người quản lý cho em sờ vào con cá heo trắng thế. Bí mật. Nói với em đi. Chào anh. Tôi muốn xin anh một việc. Việc gì? Anh có thấy cô gái kia, đội mũ trắng ấy? Đó là bạn gái tôi. Hôm nay tôi muốn cầu hôn cô ấy, nhưng tôi không có tiền mua nhẫn. Cô ấy rất thích cá heo trắng. Anh có thể cho cô ấy sờ vào, coi như là quà tôi tặng cô ấy được không? Được. Cảm ơn anh. Anh sẽ luôn giữ cho em chiếc nhẫn này. Anh tin là có một ngày em sẽ đeo nó lên. Vivi, nếu có một ngày em nghe được âm thanh 52 hẹt của anh, em sẽ đồng ý yêu anh lại từ đầu chứ? Bố ơi! Yunin! Sao anh đến đây? Anh bảo đi công tác 2 ngày mới về mà. Anh nhớ hai mẹ con. Bố ơi, chúng ta chụp ảnh đi. Được rồi, chúng ta chụp ảnh nào. Ở đây luôn đi nào. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, khoan dung với người khác là tàn nhẫn với chính mình. Vụ thu mua lần này chỉ được phép thành công, không được thất bại. Đánh cho họ không còn manh thây. Nghe thấy chưa nào? 1, 2, 3. Lâm Tịnh, anh có từng nghe bài thơ "Em đã sinh ra trên đời, nhớ phải ngắm được mặt trời, cùng người mà em yêu thương, đi bên nhau đến cuối cùng"?